Hello cả nhà yêu, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Nhiễn. Thì hôm nay Nhiễn sẽ xuất hiện với một cái món rất là lạ nha cả nhà. Không phải lạ nữa, mà phải nói là rất là quen thuộc với lại nhiều người luôn. Nếu mà so ra những bé nhỏ bây giờ thì chắc có thể là không biết đâu. Nhưng mà tầm cỡ tuổi Nhiễn hoặc là cỡ năm 2000 trở lên đó, thì đảm bảo sẽ biết những cái loại này. Thì bây giờ Nhiễn sẽ giới thiệu với mọi người những cái loại gì đây. Đây, tăng 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 tăng. Loại đầu tiên, đây gọi là chắc là bánh gạo, bánh mì gì á, nhưng mà hình cái con đun dừa này cả nhà. Bây giờ mình sẽ mở ra và mình sẽ để lên trên cả nhà thấy nha. Đó, nhìn nó giống mấy con đun dừa không? Loại thứ hai đó chính là bánh lỗ tai heo. Cái này mình gọi là lỗ tai heo. Cái này từ hồi còn nhỏ là đã đi mua ăn rồi đó. Bánh lỗ. Đây, mọi người thấy bánh quay không? Bánh này là cũng là một thời đỉnh điểm. Đây hình như là bánh ngò hay sao? Kêu là bánh ngò. Tại vì trong đây nó sẽ có mấy cái cọng ngò này cả nhà. Nó là bánh ngò vậy thôi chứ không biết phải tên là bánh ngò không? Nếu mà mấy bạn nào biết tên của mấy loại bánh này á, thì có gì để dưới comment cho Nhiễn nha. Đây, loại thứ tư xin giới thiệu với cả nhà đây. Cái này gọi là bánh đồng tiền. Cái này thì có thể là chắc Nhiễn đọc tên đúng rồi đó. Bánh đồng tiền nha cả nhà yêu. Này, bánh đồng tiền. Ôi, cái này đúng là quay về tuổi thơ luôn đó nha cả nhà. Loại bánh thứ năm Nhiễn giới thiệu mọi người đây là bánh các con cá nè cả nhà. Đây, bánh hình con cá. Bánh thứ sáu giới thiệu với mọi người, đây gọi là bánh không biết tên, nhưng mà bánh này rất là hay ăn luôn nè cả nhà. Không biết tên. Loại thứ sáu thì bó tay. Mà Nhiễn rất là thích ăn bánh này nha, hồi nhỏ rất là thích luôn á. Hấp dẫn chưa? Rồi ăn hết mấy loại bánh. Loại bánh thứ bảy này Nhiễn giới thiệu với mọi người á, thì mọi người sẽ biết liền. Đây, bánh con gấu, mọi người nhớ không? Chỗ cái bánh con gấu này rất là mắc luôn á nha. Nếu mà so ra hồi xưa muốn ăn á là mắc lắm, mắc lắm. Bây giờ hả, để rề cả nhà. Bánh con gấu. Loại thứ 8 giới thiệu mọi người. Đây, đây là đảm bảo mọi người sẽ biết liền. Mọi người thấy cái bánh này quen không? Đây gọi là bánh tai cùi nha. Đây gọi là bánh tai cùi. Những cái này là đảm bảo đúng tên luôn, không thể nào sai được. Mình lấy hai cái tai cùi thôi nha, tại vì sợ không hết đâu. Loại bánh thứ 8 này cả nhà, giới thiệu mọi người đây là bánh men. Giống như cái bánh đun dừa nè, nhưng mà cái này nó hình tròn. Bánh men. Đây. Rồi là bánh thứ 10 giới thiệu mọi người, cũng là loại bánh cuối cùng luôn rồi cả nhà yêu ơi. Hết rồi. Cũng là bánh lỗ tai heo luôn. Nhưng mà cái này hình như là vị dứa á. Cái này lỗ tai heo vị dứa hay sao á. Lỗ tai heo. Cái này phải vị dứa không? Nghe mùi bánh không? Không nghe mùi dứa cả nhà ơi. Vậy là Nhiễn đã bố trí xong mấy cái loại bánh này nè cả nhà. Bây giờ mình cùng ăn thử nha. Mọi người muốn ăn bánh nào trước đây? Chắc là bánh men dừa trước nha cả nhà. Đây, trời ơi, mấy con đun dừa. Đúng là cái mùi đặc trưng ngày xưa luôn á. Béo lắm, thơm mùi dừa cả nha. Cái này giống như là có mùi, có làm từ dừa hay sao, nghe có vị dừa trong đây à. Ăn cái này nhớ về tuổi thơ á. Mọi người biết sao không? Ngày xưa hay đi lên đầu đường mua mấy cái bánh này về ăn nè. Nhưng mà hồi xưa mua có 1.000, 2.000 người ta cũng bán nữa. Cứ sáng á, trưa phong là bắt đầu đi bộ lên chợ mua. Hoặc là mua hạt dưa về cắn thôi cả nhà. Hồi hôm mới chuẩn được quá có bán. Mấy cái bánh này á, thật ra là hôm qua Nhiễn đi chợ với mẹ. Xong cái thấy mấy cái bánh này là người ta bán bỏ trong những cái bịch đó bự, nhưng mà mình nhớ chỗ mấy cái bánh này lâu lắm rồi á, nên thôi mua mỗi thứ một ít về quay cho cả nhà. Bánh men này thơm quá à. Tiếp theo sang bánh lỗ tai heo. Bánh lỗ tai heo này ngon quá. Hình như lỗ tai heo này có một loại bự nữa nha cả nhà. Có loại mè nó, có loại có mè nó. Nè, Nhiễn mua loại nhỏ ăn cho nó nhanh.
Thơm quá. Tiếp theo mình sẽ ăn bánh tay cùi. Cái bánh này mọi người biết cái đặc điểm của nó là gì không? Nó rất là giống bàn tay. Để con có miếng ngón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời, bàn tay tới 7 ngón chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi bên đây cũng 7 ngón luôn cả nhà. Cái này giống bàn tay hơn. Cái này nó hơi thẳng giống cái quạt. Nhưng mà cái này thì giống bàn tay. Mọi người biết đặc trưng của cái bánh bàn tay này là gì không? Bánh tay cùi này là gì không? Rất là lạc nha cả nhà. Cái bánh này thì chắc bà nội nhà thích ăn lắm. Rất là lạc. Hồi xưa một cái này là chắc 2-3 ngàn một cái á. Bây giờ những mua 5 ngàn thì được 4 cái. Nó bột bột thơm thơm nhưng mà nó rất là lạc. Nhưng mà hình như cái bánh này còn được kêu là bánh bông mai hay sao á. Cho nên nó có hình bông mai nè cả nhà. Cái bánh này nghĩ vậy là nếu mà chấm sữa đặc thì sẽ rất là ngon á. Cả nhà. Đúng là hương vị này. Cái bánh này thì nó sẽ ngọt ngọt. Ăn sẽ thích hơn cái bánh tay cùi này. Cái bánh mì thì nó sẽ có vị dừa. Cái bánh thứ hai mà Nhiễm thích trong đây nè là bánh này, bánh ngò với là bánh con gấu. Đợi tí xíu mình xem bánh con gấu bánh này. Ngon mấy nhau ơi. Nó lồng tiền. Siêu ngon luôn. Đây cái bánh này nè, ngon ha. Có cọng ngò trong đây nè cả nhà, lạ không? Tuy là bánh ngọt á, nhưng mà nó có cọng ngò. Có nhiều miếng á, cái lá ngò nó bự lắm. Nghe ha. Cái này thấy rõ nguyên cọng ngò nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ ăn một cái nha. Đố mọi người biết trong đây nhân gì. Nó ngọt ngọt. Mà nó xốp xốp nữa. Trong đây là nhân đậu phộng nha cả nhà. Đó, nhân đậu phộng. Cái bánh này ở ngoài ngọt ngọt mà đậu phộng ở trong thì nó mặn mặn, rất là đã. Nghe những xem bánh cá. Bánh cá. Bánh cá này mọi người biết cái vị nó đó, nó mặn mặn. Nhưng mà cái vị của bánh cá ngày xưa nó sẽ ngon hơn. Cái này hình như nó có cái mùi giống như vani vậy cả nhà. Hồi xưa là các bánh cá nó mặn mặn, rất là ngon mặn mặn á. Không, bây giờ mình sẽ đặt chủ đề là buffet món bánh tuổi thơ nha. Buffet món bánh tuổi thơ của tuổi thơ. Được. Quẹo lửa, quẹo lửa. À, Nhiễm biết rồi, cái bánh này á. Cái bánh này ngày xưa đi học mà người biết sao không? Người ta bán một cái chung nhỏ vậy nè. Trong đây sẽ có, trong đó nó sẽ có từ 4 đến 5 cái mà nó sẽ trộn chung với sô-cô-la cả nhà nhớ không? Để Nhiễm lên mạng kiếm cái hình đó. Xong rồi sẽ có một cái muỗng nhỏ để múc cái này nè, ăn chung với là sô-cô-la, là cái bánh này. Nhớ cả nhà, bởi vì thấy nó quen lắm. À, ngày xưa đi học á nha, hũ đấy chắc tầm 2 ngàn hay sao á. Trời, mua lần năm hũ ăn luôn, thích lắm, Nhiễm thích ăn nó lắm. Nói chung mà lớn lên á, mấy đứa em đi học tiểu học á, vẫn nhờ nó mua về ăn mà. Ngon. Nhưng mà bây giờ hiện đại quá, không biết mấy canteen trường nó còn bán mấy hũ đó không nữa. Bánh men. Bánh này nó y chang bánh buông dừa nè cả nhà. Nhưng mà nó làm hình tròn. Cái bánh con gấu này nó diễn sang sau cùng. Mình ăn cái bánh lỗ tai heo. Nó cũng hơi hơi có mùi lá dứa chút xíu mọi người. Nhưng mà mình ăn cái nhỏ thì thấy ngon hơn. Tại vì một lần mình bỏ là bỏ vô miệng luôn. Nhân nguyên cái còn này phải cắt nhỏ nhỏ ra. Nhưng mà hồi xưa mấy cái bự ràm người biết ăn kiểu sao không? Ăn theo từng dòng màu. Ví dụ màu xanh. Đó, ngồi cắn nhỏ nhỏ đó, cho hết màu xanh. Cái đầu vô màu trắng đúng không? Mới cắn tới màu trắng. Đó.
nhiều khi cắn lố qua luôn, cắn lố qua cái màu xanh luôn cả nhà. Nhưng mà ngồi vậy á ăn nhiều hoài. Tiếp theo tới cái bánh ngấu. Bánh ngấu này phải biết cách ăn nha cả nhà. Một là mọi người bỏ hết vô miệng luôn. Bánh với kem nó hòa vô nhau trộn ngon á, thơm quá. Cách thứ hai là mọi người biết sao, dùng răng ha, đó cắn nhẹ cho nó tắt ra đó. Wow, hồi xưa là có nhân đậu phộng nữa, bây giờ nhân đậu phộng kiếm không có mọi người. Bắt đầu á, những con bên nào kem nhiều lấy lưỡi liếm kem. Đó, ăn vậy không à, hồi nhỏ. Ngon quá. Bánh ngấu này là trong truyền thuyết luôn. Bây giờ siêu thị nó cũng có bán bánh ngấu nữa cả nhà. Mà bánh ngấu có nhân sô cô la nè, nhân trà xanh nè, nhưng mà nó không bao giờ ngon bằng cái vị kem hoặc là vị đậu phộng của ngày xưa. Ăn vậy nó đỡ hao, nó cũng tiết kiệm thời gian. Đó, mấy nhìn thấy ăn nó không? Mẹ hôn quá. Thì những cũng kết thúc video ở đây nha cả nhà yêu. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Nhĩ nha. Bye bye cả nhà yêu. Nè xả tóc. Biết phải xả tóc nữa nè. Bye bye. W.